Xin chào tất cả các bạn đã đến với kênh blog của Hải, kênh tin tức cộng đồng P-Network Việt Nam, chúc các bạn nhiều sức khỏe. P-Network đang nóng hơn bao giờ hết, khi mà đội ngũ P-Core Team đã công bố lộ trình KIC và Mainnet sắp tới, và hiện tại rất nhiều nhà tiên phong, đang nóng lòng chờ đợi Mainnet mạng kín. Mới đây nhất, thì trang CoinMarketCap đã cập nhật đồng P-Network trên trang của mình. Với mã giao dịch là PNET, anh em nào mà chơi coi thì chắc chắn biết độ uy tín của trang này, nhưng hiện tại trang CoinMarketCap chưa có thông tin gì về giá cả giao dịch của Pi, cũng dễ hiểu thôi. Vì Pi Network chưa được KIC và Mainnet, nên giá trị của Pi cũng là một ẩn số. Tiếp theo là trang CoinDataFlow cũng đã cập nhật Pi Network trên trang tin của mình. Cụ thể trang này đưa ra giá Pi là trên 1,6 đô la, đây là một mức giá khá cao với một đồng tiền chưa được list sàn, và hiện tại, trang này vẫn chưa có bất cứ dữ liệu nào ngoài giá Pi. Theo sự đồng thuận của rất nhiều pioneer trên toàn cầu, thì mọi người đang đồng thuận giá Pi rất cao, lên đến cả nghìn đô la cho một Pi, và chúng ta hãy cùng chờ xem, Pi sẽ làm được gì trong tương lai nhé. Video đến đây là kết thúc, các bạn nhớ nhấn nút đăng ký, và quả chuông bên cạnh để cập nhật nhiều video về Pi Network tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.